Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Be Hôm nay hãy cùng mình phân biệt một số từ có nghĩa gần giống nhau trong tiếng Việt nha. Có hai từ mà người Hàn rất thường nhầm lẫn, đó là nhà hàng và quán ăn. Hai từ này giống và khác nhau như thế nào? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé. Hai từ này đều được dịch sang tiếng Hàn là Mình sẽ đọc lại hai từ này nha. Nhà hàng nhà hàng quán ăn quán ăn tuy được dịch giống nhau trong tiếng Hàn nhưng nghĩa của chúng lại có chút khác nhau đó là nhà hàng thì sang trọng và có quy mô lớn hơn so với quán ăn và dĩ nhiên giá của hai nơi này thường cũng sẽ khác nhau do đó câu anh sẽ đãi em một bữa ở nhà hàng và anh sẽ đãi em một bữa ở quán ăn sẽ mang lại cảm giác khác nhau đó. Anh sẽ đãi em một bữa ở nhà hàng. Anh sẽ đãi em một bữa ở nhà hàng. Anh sẽ đãi em một bữa ở nhà hàng. Anh sẽ, em một, hàng. Anh sẽ em một bữa ở quán ăn. Anh sẽ đãi em một bữa ở quán ăn. Anh sẽ đãi em một bữa ở quán ăn. Ngoài ra, chúng ta còn có từ căng tin, xuất phát từ tiếng Anh, chỉ nơi cung cấp thức ăn và đồ uống trong công ty và trường học. Công ty của các bạn có căng tin không? Hãy bình luận ngay bên dưới cho mình biết nhé! Còn bây giờ, trước khi kết thúc bài học, hãy cùng mình tìm hiểu thêm một số từ vựng thuộc chủ đề này nha. Quán nhậu. Quán nhậu. Quán cà phê. Quán cà phê. Quán trà. Quán trà. Quán lề đường. Quán lề đường. Quán vỉa hè. Quán vỉa hè. Các bạn thấy bài học ngày hôm nay như thế nào? Nếu thấy hay hãy like, share, subscribe cũng như là bật chuông thông báo cho kênh của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Bye bye.